Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 50 cái token MTV kép. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo thì sẽ bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó sẽ nhập mã captcha. Ok, tiếp theo sẽ join vào Telegram. Rồi, quay trở lại, join tiếp vào channel. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi, chọn theo dõi. Sau đó chọn like và chọn retweet. Mọi người có thể retweet hoặc trích dẫn nhé. Thì nếu mà trích dẫn thì sẽ nhận gắn cái tên của nó vào. Ok, tweet lại này. Rồi sau đó quay trở lại này. Bấm chọn submit. Rồi sau đó chọn don này. Ok, sau đó nhập profiling Twitter thì mọi người giữ và copy cái dòng chữ màu xanh này. Đó, dán lên đây. Sau đó là nhập username của mình vào. Rồi sau đó là nhập địa chỉ ví BSC nhé. Ok, gửi đi. Rồi tiếp theo chọn confirm. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.